Tôi nhớ là trong ba cái người con gái, ba người con gái của Ma Vương ấy, có một cô, có một cô có tên là Arti, có nghĩa là bất mãn, bất mãn. Thì chúng tôi đã thưa với các vị nhiều lần cái chữ Arati này nghĩa rất là hay, đó là cái trong đời sống này, như bên trong bài kinh này xác nhận là cái thái độ bất mãn nó chỉ có ở kẻ nào mà có cái lòng ham vui, còn có cái niềm đam mê vui thú ở trong cái chuyện đời đó thì mới có cái bất mãn. Chứ còn một bậc thánh này, chẳng hạn như là Đức Phật, thì ngài không có cái gì để mà có cái gì để đối với ngài mọi sự đặt xuống cái gánh nặng sinh tử, cái chuyện nên làm đã làm. Không lẽ 90 tuổi thì kỳ quá, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó thì có thể nó giống như vậy. Một người đã sống đến 90 tuổi, 100 tuổi trong cuộc đời này, tôi không nói người lãnh nha, tôi chỉ nói cái người có sức khỏe bình thường, sức khỏe tốt, thì nếu mà sống đến 90 thì họ còn cái gì để họ vui thú? Cái chuyện ăn uống, hình như mình nghĩ họ có một cái định nghĩa rất là hay về tuổi già. Họ nói tuổi già là cái thời điểm mà người ta thấy ngày dài mà năm nó ngắn, đó là định nghĩa tôi rất là thích. Ngày dài năm ngắn có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với họ đó, cái khái niệm về năm nó bắt đầu nó mờ nhạt rồi. Thí dụ như mình còn trẻ đó, mình có những cái toan tính, những cái dự định, những cái trù hoạch về tương lai. 2 năm nữa mình sẽ làm gì, 5 năm mình tuổi rồi đó, thì những cái chuyện 2 năm 3 năm nữa nó không còn, 90 tuổi rồi thì họ không có nghĩ đến năm nữa đâu, mà họ thường chỉ còn nghĩ đến là tháng hoặc là tuần hoặc là ngày thôi. Cho nên tôi tới với họ là ngày năm là rất là ngắn, cái này nó qua vun vút, nhưng mà ngày nó dài, cái này nó tuổi rồi thấy nó lê thê, lê lê thê. Nhà quê nên miền Tây Nam Bộ mà mình thấy hình ảnh những ông cụ bà lão ngồi đông đưa cái võng kéo kẹt con cái đi buôn bán rồi đi làm đồng hết rồi, ngồi ở nhà nghe tiếng thằng lằn nó chắc lưỡi, rồi nghe tiếng cầu tàu xa xa ngoài sông vắng buổi trưa, rồi đêm hôm mình không có ngủ, nghe tiếng thằng lằn nó kêu nó chắc lưỡi trên 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 vách nhà đó, nghe tiếng gió thổi xào xạc bụi chuối trong hè, ngồi chờ đợi, ngồi chờ đợi, ngồi chờ đợi, không biết chờ cái gì. Thì mình đem mình đứng ông cụ, ví dụ độc thấm thì kỳ quá, nhưng mà có điểm giống mà tôi gắn kèo cũng không còn cái gì để mà thích nữa hết. Nhưng mà nó buồn, có gì đâu buồn, có mất gì đâu buồn, có việc đó mình làm ngày thì không có gì để mất, mà cũng có gì để mà không có gì để gọi là trông đợi, mà cũng không có gì để gọi là thất vọng. Cái duyên nó còn thì sống vậy thôi, chuyện phải làm thì làm. Bài kinh này nó theo tôi đó là một những bài kinh mà có thể là lấy làm trung tụng mỗi ngày được. Ngày có vui gì không, ta có gì mà vui, ngày có gì buồn không, người ta có gì mà buồn. Cái dòng luân hồi xét ra một cách rốt ráo đó thì nó là một cái sự lặp lại, nó là một sự tái hiện tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Cái người không biết gì á thì còn có cái chỗ bất mãn và có chỗ đam mê, chứ nếu mà biết tới nơi tới chốn rồi thì dòng luân hồi, cái chữ samsara nó có nghĩa là cái sự tái hiện, cái sự trùng phục, cái sự lặp lại một cách tẻ nhạt vô vị. Cái ông Dông Quân Sạc là chuyên gia của Pháp, ông có một cái nhận xét giống như vậy. Ông nói đời sống chỉ là một cái gì đó, là một cái một nó là một cái hành trình, nó là một cái giai đoạn mệt mỏi tẻ nhạt, và ông thể hiện cái tinh thần, cái tư tưởng đó trong cái tác phẩm Nausea, tác phẩm Buồn Nôn. Thì có thể thấy ông cũng, nếu mà nói ra đó thì ông cũng cái nhìn rất là giống Phật giáo, rất là giống Phật giáo. Chỉ như tôi không như cô giáo nói ẩu nó bừa là ông này ông có tinh thần Phật pháp, nhưng mà nó là cái suy nghĩ ông rất là giống Phật pháp. Có nghĩa là đối với ông cuộc đời này nó không phải là cay đắng đau khổ, mà nó cũng phải là cái chỗ vui thú hưởng thụ, mà nó chỉ là một cái sự
tẻ nhạt, nó chỉ thực sự tẻ nhạt, giống như mình cái nó chỉ nó người sống ở đời này, nó giống như một cái người mà phải lê bước trên một con đường nắng buổi trưa, hay là cái cảm giác nó giống như một cái người mà vừa uống xong một cái tô nước lớn, hay một cái tô nước muối mà lớn vậy đó. Tức là tôi tưởng tượng uống xong một cái tô nước mà pha muối là lợ đó, uống như một tô rồi chỉ muốn cho nó ra thôi, chỉ muốn cho nó ra thôi. Thì đời sống đầu ngày mình đi nói một cái chuyện nghe nó có vẻ là tiêu cực như vậy thì nghe cũng đáng để, nhưng mà sự thật có lúc trong đời sống mình phải có cái nhìn thật như vậy, có nhìn thật như vậy. Tức là như tôi nhớ trong buổi giảng vừa rồi tôi nói đời sống nó giống như là những con người sống trong đời này giống như những con bò cùng buổi sáng đi cày ấy, đi cày hoặc đi kéo xe. Chúng ta là những con bò, những con trâu trên cánh đồng sinh tử, rồi chiều về rất là buổi hoàng hôn của cuộc đời đó, thì ngồi chờ đợi đến lúc mình đi. Chúng ta cứ gò lên cái trên cánh đồng sinh tử, nắng ngôi và mưa dầm như vậy, rồi chờ đến chiều tối đủ đi về nhà, rồi mai sáng bắt đầu một cái ngày mới nặng nhọc trên cái cánh đồng đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái việc cái ngày mình chơi là dịch thế này, thưa sư môn thì có hoan hỷ không? Chứ rõ là tôi muốn dịch cho nó bình dân hơn là thưa sư môn thì có cái gì vui không? Rồi hỏi thì có cái gì buồn không? Chứ trong ngôn ngữ mình hỏi là có hoan hỷ không thì cũng hơi xa lạ ha. Nếu mình nhìn nó trong ngôn ngữ của mình nó dễ hơn, thì có cái gì vui không? Có được cái gì mà tôi vui? Như vậy thì ngày có chuyện gì buồn nữa không? Tôi có cái gì mà ta buồn thì để tôi vui, tôi buồn ngay. Rồi bắt đầu là bên dưới người ta giải thích là cái vui ấy, cái vui thú nó chỉ có với cái người mà còn cái khả năng buồn chán bất mãn, và cái buồn chán bất mãn nó chỉ xảy ra với người còn có cái khả năng vui thú ham thích cái gì đó. Tuyệt vời. Nhưng hôm trước tôi cũng có nói rồi, khổ và lạc nó nặng cặp, ở đâu có khổ rồi nó có lạc, mà đâu có là thì còn đâu còn có hỷ lạc thì còn đau khổ. Cho nên ở trong thiền chỉ, khi mà đạt tới tứ thiền rồi á, thì hành giả mà đắc tứ thiền á, họ đoạn trừ cái hỷ cái lạc đã đành rồi, mà bỏ luôn cái khổ nữa. Biết các vị có thấy, tôi xin hỏi biết ở đây có ai đọc kinh tạng thấy cái đó không? Tứ thiền á, nói từ chi thiền thì không có khổ đúng, nhưng mà không, nói là chi thiền mà thông thường, chứ nếu chi thiền mà nói theo bộ đại sứ thì có nha. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói theo cái chi thiền thông thường mình biết đó, là trong năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định ấy, thì không có khổ nữa. Tuy nhiên cái người chứng tứ thiền thì họ không còn khổ và lạc nữa, rồi nói về sinh lý thì họ không còn cái hơi thở nữa. Lúc là đang trú ở trong tứ thiền đó nha, chứ nếu mà ra khỏi tứ thiền thì thôi mình sống bình thường. Nhưng lúc đang trú trong tứ thiền thì đó không, về tâm thì không còn khổ hay lạc, mà về thân thì nó không còn hơi thở nữa. Trong lúc em đang trú trong tứ thiền nha, thì mình thấy đây là điểm rất là đáng chú ý. Ở thiền chỉ thì khi đạt tới tứ thiền, khi trú trong tứ thiền, hành giả không còn khổ và lạc. Và bên thiền quán ấy, thì khi mà hành giả mà chứng tới nhị quả đó, thì giảm nhẹ dục ái và sân, và đạt tới tam quả thì chấm dứt tuyệt đối dục ái và sân. Làm thế còn đúng một cặp, khổ lạc là một cặp, mà dục ái và sân nó là một cặp, là hai ông này không có rời nhau. Đây là một điểm rất là đáng được lưu ý, và tôi rất là tâm đắc với cái tôi gọi là phát hiện của tôi. Dĩ nhiên phát hiện tôi là đối với riêng tôi thôi, chứ động tôi trong thiên hạ tôi nghĩ là đã có 1 tỷ người thấy cả đời rồi. Nhưng mà có một ngày tôi phát hiện ra điều đó, tôi rất là vui, và tôi yêu nhớ là tôi có gọi phone cho một người Phật tử cũng khá thân, bởi vì họ rất là hiếu học, mà lúc mà họ đang lái xe ngoài đường, họ nói rằng họ rất là cảm ơn cái cuộc gọi đó của tôi. Tôi nói là các bạn có ý cái đó không? Bên thiền chỉ ở tứ thiền ý, thì chấm dứt khổ lạc, thì giảm nhẹ dục ái và sân, mà tam đạo ấy, thì dứt tuyệt dục ái và sân. Rõ ràng mình thấy rằng cái khổ lạc, cái buồn vui, thích và ghét ấy, nó là một cặp.
mình còn quá nhiều cái niềm đam mê đó, thì chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều cái bất mãn nó chờ sẵn mình. Cái người không còn niềm đam mê nữa thì cái sự bất mãn cũng mất đi. Có nhiều người cứ tự cho rằng tôi không trách gì hết, nhưng mà làm ơn ngó kỹ lại coi, chẳng qua là mình chưa tìm thấy cái món mình thích thôi, chẳng qua là mình chưa sống trong một cái điều kiện để mà mình thích cái thích thú cái gì đó. Chứ thật ra đó, là chưa đâu, chỉ có nhị quả trở lên đấy thì người ta mới có quyền nói rằng tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia nha. Chứ còn nghĩa mà mình chưa phải là thánh thì đừng có hiểu lầm cái đó. Chẳng hạn như cụ ruột của ngài Sa Lợi Phất ông cũng từng đến thưa với Đức Phật, nói là con có thích cái gì hết á, trong đời tôi có gì làm cho con thấy vui, tôi thích hết. Thì Đức Phật đã hỏi thế này, người nói là con không thích gì hết, như vậy thì trong cái người có cảm thấy thích thú hoan hỷ trong cái quan điểm của mình hay không? Trong cái quan điểm mà người nói là không có gì làm nhưng người thích, đúng, người không thích gì hết, nhưng mà người tối thiểu người có thích cái không thích của mình, thích chứ, mình thấy mình hay chứ, anh có thấy mình hay không? Đó đúng khoe với Đức Phật mà. Cho nên nó hãy còn có một chút thích nào đó thì sẽ còn có cái bất mãn. Tôi nhớ ông xa đó, ông có một vì thầy cũng là một người bạn rất là thân là Hòa Thượng Phật Ấn. Ông buồn buồn đi chùa, ông thăm Hòa Thượng Phật Ấn rồi đàm đạo chuyện đạo quỷ tâm đắc lắm, quý mến nhau lắm. Thì có một lần đó ông nhà ông ở đây xong, chùa ông kia xong, ông cho người đem lại rồi ngày Phật Ấn một cái cây quạt, trong đó ông viết một cái hàng chữ đó là bát phong suy bất động. Ý ông khoe lại người ông bây giờ là cái như là tám ngọn gió đời đó, không có làm lung lay, tức là tám ngọn gió đời là khen chê được mất khổ lạc. Thì đối với ông bây giờ là kiểu như mấy cái đó không có suy nghe gì đó hết, không có nghĩ gì hết, bát phong suy bất động. Thì ông phải ấn và tôi phải ấn cầm cái quạt đó và tôi mới lật lên phía sau và tôi mới viết mấy chữ. Là cái sở đắc của ông ấy nó chỉ là cái nó không bằng cái một cái cú đánh rắm của ta nữa. Cái sở đắc, cái sở chứng của ông ấy nó không bằng cái cú đánh rắm của ta nữa. Đánh rắm là hạ phong, là trung phong đó, hạ phong đó là trung tiện đó. Có thì cái biết gì đánh rắm mà. Thì ông mới trả ông kia chỗ, ông kia đưa cái người đó đem quà trả lại cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha chúng ta biết rồi, ông là một học giả, là một văn hào, là một thi hào, là một chính khách, là một danh sĩ mà lại là một thi hào, một văn hào, một thi bá đời Tống, Tô Đông Pha đó. Người Tàu mà không biết Tô Đông Pha đó, thì cũng giống như người Việt mà không có biết tên là Trần Mạnh Côn, hay là không biết Nguyễn Gia Thiều, hay là thậm chí không biết cụ, không biết mình nói hôm nay là không biết Nguyễn Trãi gì đó, tệ như vậy. Người Tàu mà không biết Tô Đông Pha là tệ như vậy đó, nổi tiếng như vậy. Thì khi mà ông thấy cái câu mà sợ chứ ông không bằng cái cú đánh rắm của ta, ông giận lắm. Ông mới kêu người đưa thì ông từ bên kia xong đi qua bên đây xong để ông gặp người thì Phật Ấn. Ông được hai chuyện, một là giống vô thường, ông thứ hai nó là vậy, là ghi như vậy lỡ người hầu họ thấy thì kỳ lắm, mất mặt lắm. Thì ông đi qua mặt ông hầm hầm đó, thì ghi em vừa cặp bến thì ông gặp vô thường Phật Ấn đứng chờ ở trên bến. Vô thường nói bác phong suy bất động, nhưng mà một cái cú đánh rắm của ta đã thổi tôi đông qua từ bên bờ kia văng qua tới bờ bên đây. Cho nên hôm nay ở bên Tàu ấy, mình trong những cái bức tranh, một có một bức tranh, một bức tranh cổ mà rất là nổi tiếng là hình ảnh một ông sư, một thầy mà đứng ở bên một cái, đứng bên cái bến sông ấy, đón một cái người ăn mặc rất là sang trọng từ dưới thuyền bước lên mà chúng ta gần cái quạt. Thì nếu mà mình biết được cái tính này thì mình biết à, cái bức tranh ấy nghĩa như vậy, là hình một ông thầy đứng trên bến đứng chờ đón một cái người, một cái ông nhà giàu mặc áo mũ xanh sang từ thuyền bước lên đó. Thì cái tự đề đó là bắt phong suy bất động, nghe là tám ngọn gió đời thổi không có lung lay. Cái tự đề cũng như cái tính tức là như vậy đó, cái tính là như vậy. Và anh nói rằng là
ông khoe với tôi tám ngọn nghe đời á, nó không có làm lung lay, nhưng một chỉ còn chỉ hai cái chữ đánh rắm của tôi thôi, chỉ hai cái chữ trung tiền của tôi thôi. Mà nó hỏi ông tư bên kia mình đi văn tới bên đây, cái câu chuyện này tôi rất là tâm đắc. Có nhiều khi mình cứ tưởng mình cũng là thấm thía tương trao, nhiều khi cũng nén lấy trùm màn tắt đèn đóng cửa cho mình nên là Phật pháp thâm hậu, nhưng mà nhiều khi nó chỉ cần một cái lời ra tiếng vào của một cái bà thám mà mình vẫn coi thường, coi đó không ra gì đó, làm cho mình bị sốc. Sốc cái sao sốc, mình giảng cái này mình nhắm mắt rồi ok, chứ mình mở mắt ra mình gặp thiên hạ nó phát nhiều câu cũng trời ơi đất ơi chịu không nổi. Mà đôi khi mình đang giảng pháp mình kêu người ta buông, mình chắc hết mọi thứ vô lòng của mình kéo y ạch như là bò, xe bò mà nó chở đá rồi đấy. Cho nên là đừng có cười cụ tôi đông pha, mà tất cả chúng ta trong đời này cũng y chang như vậy. Nhiều khi mình cứ nghĩ là bát phong suy bất động, nhưng mà một cái cú đánh rắm của một bà tám vô danh ít thôi, nhiều khi cũng thổi chúng ta cũng tơi bời qua lá cái. Cho nên đó là cái ở đây mình đọc được cái tình mới thấm là một người như Đức Phật đó, thì ngài xác chứng cái điều này, tức là với cái sự hân hoan thích chí chỉ có ở cái người còn cái khả năng đau khổ, và cái người đau khổ thất vọng bất mãn, cái những cái đau khổ bất mãn thất vọng nó chỉ xảy đến cái ở cho cái người còn thích cái này thích cái kia. Hai cái này nó là một cặp. Tôi nhớ hôm qua tôi đọc trên Facebook một câu chuyện cũng hay, là có một cái ông đó, ông đến ông gặp vị thiền sư, ông nói cái cô bạn gái của con cái nhiều cái chuyện tuyệt vời lắm, cô có nhiều đức tính tuyệt vời lắm, có nhiều ưu điểm tuyệt vời lắm, nhưng mà có điều cô cũng có những cái khuyết điểm, cô có những cái tật xấu cũng khó khó nuốt khó gặm lắm. Thì con tính cái dịp nào cũng đưa đến đây gặp ngài, rồi ngài cũng chỉnh sửa thêm bớt trường khá khá là chút, chứ mà con thấy uổng quá, người vậy mà cũng còn những khuyết điểm. Thì em thiền sư nói thế này, cái gì chứ cái chị đó nó dễ ẹt à, có điều con chịu khó con đi tìm cho thầy một cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi nha, cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi, nhưng đừng có hai mặt. Nếu mà con tìm được cái tờ giấy mà chỉ có một mặt thôi đó, thì thầy sửa được cái cô bạn gái cho con. Các vị còn nghe rõ không? Thì là coi như là cái thằng cha này, cái ông thiền nam đã đi xuống nước, lát sau ông trở lên ta cầm một cái tờ báo của nhà nước cộng sản, ông nói rằng đây là một cái tờ, và đây là ngày nói một cái tờ giấy chỉ có một mặt thôi, giữa mặt phải với mặt trái, đây nó đây đây là cái tờ báo của nhà nước ta đây, nói toàn là chuyện tốt, lúc nào cũng là vượt chỉ tiêu đạt năng suất mà dân ngủ như điên này, chỉ có một mặt thôi. Thì cái câu chuyện đó mình có thể mình đưa được gà cho trong đây được, mặc dù câu chuyện đó nó hơi mang cái ý trăm biến này hết, mình không có nên chạm vô cái điểm nhạy cảm của người ta, nhưng mà nó hay chỗ này, nó hay cho mình đem áp dụng cái phần đầu đó chứ. Có nghĩa là mình mong đợi người khác họ hoàn hảo, mình mong đợi cái cuộc đời để nó hoàn hảo, muốn ăn sâu thì phải chịu đấm thôi. Muốn ăn sơ là phải chịu đấm thôi, và coi như là hễ mà mình khoái cái ngọt đó, thì mình phải chịu khó mình gặm luôn cái đắng của đó thôi. Chứ không có cách chi mà coi như là mình lựa một mà bỏ một này. Mà Đức Phật là cái người này không còn cái nào hết, ngài không có phải là cái người mà mê trong cái ngọt, cho nên ngài gặp cái đắng thì ngài vẫn là thản nhiên. Còn mình thì sao, mình là giống như một em bé vậy đó, ai mà so đầu khoái lắm, ai mà còn khen ngoan thì khoái lắm, ai cho đồ chơi thì khoái lắm. Nhưng mà coi như là ai mà la ai mà mắng thì chịu không nổi. Cho nên là ở đây là mình thấy cái bài kể này nè, nếu mình nhìn từ nhiều góc độ bài kể này hay tuyệt vời. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Ok, tiếp theo là cho tôi xin bài kinh tiếp theo đi. Bài kinh tiếp theo các vị có nghe rõ không? Ba nốt nhạc
rười. Rồi thế còn tiếp tục bệnh cũ nữa, bây giờ đi kiếm tờ giấy nhét vô. Không sao, từ 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 ba nốt nhạc rồi, bốn nốt nhạc rồi, năm nốt nhạc rồi. Bây giờ trong cái Uttarakakuta, nên trong cái bản quản lý trước mặt tôi đó thì không có cái bài kinh Uttarak. Không có bản kinh Uttarak, mà trong bản Pali ấy thì tiếp theo là cái bài kỳ khám ta à, có rồi rồi. Xin báo cho các vị một cái tin mừng, đó là cái bài kinh này mình học rồi. Bài học kinh này lúc mình mới vừa học tương ưng là đã có bài kinh này rồi. Xin hỏi bà con hôm nay có ai nhớ bài kinh này không? Yeah. Kinh này mình đã học rồi. Mạng sống bị dắt dẫn, yeah. Tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến nhà nuôi không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này thì các vị muốn thấy thì dễ lắm. Các vị cứ vô Google, các vị đem, các vị cứ cập đi dùm tôi hai câu thôi. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, copy hai cái câu này đem bỏ lên trên Google đó, coi họ dẫn cho mình tới bao nhiêu bài kinh, chứ trong đó có bài kinh mà chúng ta đã giảng rồi. Thì nếu cần thì chúng tôi chỉ nói sơ lại thôi, nói sơ lại thôi, chứ còn cái này mình học rồi. Có nghĩa là cái vị này nè, cái vị này nè nói cái điều mà tất cả chúng ta trong rung đều biết và không cần phải giải thích nhiều. Có nghĩa là đời sống của mình nó rất là mong manh. Yeah, rất là mong manh. Ai cũng đang trên con đường đi đến cái tuổi già, đang đi đến cái chết, mà muốn cưỡng lại cũng không được. Luôn luôn mình đẩy về phía trước. Mà bằng kẻ nào thường xuyên ghi nhớ tâm niệm được điều đó đó, thì hãy tranh thủ làm các công đức. Nhờ vậy đó mà nếu đủ duyên thì thành thánh kiếp này, còn không nữa đó thì tối thiểu mình cũng gieo được cái duyên thành cho đời sau kiếp khác. Và trong lúc còn luân hồi đó thì cũng ghé được một vài chỗ cho nó dễ thở một chút. Phải nói một chuyện đáng sợ ở đây, đó là hôm nay những người ngồi trong room này đó, tôi không biết ai là ai hết, nhưng mà tôi nghĩ quý vị mà có cái điều kiện, thời gian, sức khỏe, điều kiện gia đình, gia đạo làm sao nó không biết, mình để có thể ngồi hợp mặt với nhau trong cái room này, chứ chứng tỏ quý vị cũng phải là cái người khốn khó, bế tắc lắm. Quý vị phải có một cái sự độc lập riêng tư tối thiểu nào đó để quý vị có thể vào đây mà ngồi mà hợp mặt với nhau. Rồi có rất có thể là có nhiều người có thể cuộc đời là nó đen, bởi vì tôi muốn gì tôi được cái nấy mà. Và thật ra nó chỉ cần mình chú ý một chuyện thôi, chú ý đến một chữ thôi, chữ Ebola. Chú ý cái chữ Ebola thôi là mình thấy rung rồi. Vừa rồi ở bên châu Phi đó, nó có vừa rồi, nghĩa là đang bây giờ đó, đang bây giờ xảy ra, vẫn còn bây giờ vẫn còn là nó có cái đại dịch gọi là Ebola hả. Mà cái bệnh này nó lây kinh hoàng lắm, cho nên nó là người dân châu Phi họ vốn đã nghèo, mà cái điều kiện giáo dục xã hội đó họ cũng không có được khá, cho nên là họ có một cái cách hành xử rất là tệ đối với những cái bệnh nhân mà họ nghi thôi, với những người mà họ nghi là mắc cái bệnh Ebola đó, họ cư xử tệ lắm. Có một cái cô bé 12 tuổi mà mẹ của vì bị bệnh,
Tôi xác định là nó bị Ebola, mà người ta đem thử ra đó thì cái cô bé này cổ có bị cái bệnh đó, cổ có bị lây cái vi trùng đó. Trong nhà thì có ba mẹ con, thì cái người em trai của cổ thì không bị, mà trong khi đó một người mẹ với cổ thì bị, cổ mới 12 tuổi. Thế là người mẹ sau đó chết, người ta nhốt mẹ cổ và cổ chung như một cái căn nhà hoang ở ngoài ô ấy, rồi họ cổ còn sống nhưng mà tao vẫn coi cổ như là đã chết rồi. Thế là cổ trong đó cũng kêu gào, cổ than khóc, cổ năn nỉ, người ta cho cổ đồ ăn thức uống, chứ cũng nít mà chịu không nổi, còn bị nhốt với cái xác chết người mẹ ấy. Vậy mà người ta vì sợ lây bệnh, rồi cộng với một xã hội đói nghèo lâu ngày, cái tình người nó bị cạn kiệt, nó khô cằn đi, nó không còn nữa, cái tình thương nó mỏi mòn rồi. Cuối cùng người ta coi cái chuyện mà cái tiếng khóc, cái lời kêu của một cô bé 12 tuổi đang đói đang khát, qua bên cái xác chết người mẹ mỗi ngày bị thối rữa dần dần, đối với họ cái chuyện nó bị bình thường. Thì mình thấy dễ sợ, cái dòng linh hồn nó dễ sợ ở một điểm, đó là ma đó là không nói đến địa ngục, ma là không nói đến bàn xanh đấy, chỉ nói đến thế loài người. Mà ở những chỗ đặc, những cái chỗ đặc biệt như vậy là mình đã thấy cái bộ nó cỡ nào rồi. Cho nên chỉ cần tâm niệm như vậy thôi, chỉ cần tâm niệm như vậy thôi là đủ thấy sợ rồi. Chứ mình thấy như bác khổ vậy đó, sanh già đau chết là bốn cái khổ, mà muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Khổ mà chỉ kể mà kể nhẹ nhàng á, thường thấy không có lạnh sống, chứ nhiều cái lạnh lắm chứ, không có mắc cái chứng gì mà nói tới luân hồi. Tôi sợ một số chuyện đặc biệt, ví dụ như là tôi nhắc hoài đó, tôi sợ tôi cứ hình dung cái cảnh làm dâu, tôi sợ sao kỹ. Mình là đàn ông mà, mình là ông sư, mà cái đó nó khổ luân hồi là một những cái khổ đầu tiên mà tôi nhớ là khổ làm dâu. Rồi tự nhiên cái là mình thương một cái người đàn ông nào đó, chỉ một người đó thôi, rồi mình về mình gánh vác toàn bộ cái chuyện gia đình của họ, rồi bị đó, có nhiều gia đình đó là đối xử với dâu giống như là đệ tớ vậy đó. Ăn thì không dám ăn no, mà cười cũng dám cười lớn, rồi cư xử tệ bạc, rồi ráng gồng, mà nhất là có con nữa, vì con người chồng cũng nhìn bọn tôi ngồi nghĩ nó chỉ mấy con thú, mà thú làm thịt đó, như con heo con bò đó, giấc khuya một lời người đang ngủ ngon giấc thì nó bị lùa ra ngoài chuồng, lùa ra ngoài từ chuồng, lùa ra cái chỗ mà kia là lò sát sinh, lò thịt đó. À, rồi bị người ta xả dao, bị người ta chích điện, bị người ta nện búa, đầu hôm mới ngủ đâu có biết, đâu có biết đây là đêm cuối, đâu có biết. Rồi khuya vậy đó là coi như nó bị lừa ra đó, rồi nó bị người ta chích điện, hoặc là người ta nện búa, hoặc là người ta cắt cổ, người ta lấy dao người ta chọc tiết đó, để cho nó chết. Chết thì bữa chỗ sáng sớm sao nó có thịt để bán cho chợ búa chứ. Rồi chưa kể là mình làm một cái con gì đó mà ở trong rừng trú, chẳng hạn như rừng Trung Phi, rừng Amazon của Nam Mỹ, mình nhìn nó cho nó bay, nhìn xuống thì nó đẹp thiệt, nhưng mà mình đâu biết cái thế giới của rừng khuya đó nó lạnh lùng và nó tàn nhẫn như thế nào. Khi mà các loài mãnh thú nó đi kiếm tìm thức ăn ấy, thì con lớn ăn hiếp con nhỏ, con mạnh ăn hiếp con yếu, những loài thú như nai rồi như thỏ rồi sống trong đó là nó luôn phập phồng hòa hợp, chờ đợi những cái cú tát như trời giáng, móc họng mình, trào máu, lòi mắt, đổ ruột, thiếu gì. Tức là giữa chỉ riêng thế giới bàn xanh cũng kinh hoàng như này, nên cái bài kể này nói là cái mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bạn ước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này hay làm các công đức đưa đến trái an lạc là như vậy đó. Tức là đại khái là cái này bà con có thể tự hiểu ấy. Cái quan trọng như là ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, đời có nhiều cái chết. Chúng ta biết trong thơ tình đạo có mô tả chỗ này, cái mạng sống con người nó giống như một dòng suối cạn, mạng sống con người nó là một cái gì đó rất là bấp bênh, sanh lên bờ có thể chết dưới nước, sanh xứ này có thể chết ở chỗ kia, có những điều bất định là không biết mình sống được bao lâu, không biết mình sẽ chết ở đâu, chết kiểu nào, rồi chết rồi đi về đâu. Đó là những điều mà mình phải tâm niệm thường xuyên, không biết mình sống đến bao lâu, rồi thì sẽ chết ở chỗ nào, mà chết kiểu gì, có những kiểu chết lạ lắm, có những kiểu chết lạ lắm. Tự nhiên cái là sự kỳ vậy ta, phải còn chờ một chút.
y tế. Cái gì cấm, cái gì bị nó bị xuất ra rồi ngay, giống như cái mạng sống của mình vậy đó. Nhiều khi đó là nó đã có một cái ung thư rồi đó, rồi nó đã có bị, nói chung là mạng sống mình đó là nó đã nảy sinh vấn đề mà chính mình không hay. Là tới lúc mà mình hay được đó thì đã xong rồi, đại khái như thế, hay được thì đã xong rồi. Dạ rồi, cho xin bài kinh tiếp theo. Bài kinh tiếp theo là bài kinh cấp cô độc phải không ạ? Bài kinh tiếp theo là bài kinh cấp cô độc. Cái đoạn chú giải mà quý vị mới vừa đưa cho tôi là cái đoạn này chú giải này là của cái bài kinh Các Cú Thá nha. Bài kinh Các Cú Thá. Nhưng mà trong bài kinh Các Cú Thá này nè, có một cái câu rất là hay. Hồi nãy tôi chú giảng rồi nhưng mà câu này rất là hay. Đây, câu này nè: Bất khi xuất khăn bắt thay hạt tí, chỉ có người đây, lúc khi xuất khăn bắt thấy vậy thì chỉ có người bị đang bị đau khổ thì họ mới mong muốn được an lạc. Có một bài kinh đã giảng qua rồi mà tại vì tự nhiên tôi thấy ai post lên ấy, hay muộn, nhưng mà cái mắt tôi còn kịp liếc thấy cái câu này, nãy tôi chỉ giảng tôi mới nói câu này. Có một cái điểm mà tôi cũng thưa với các vị là các vị phải chú ý phân biệt rõ dùm, đó là trong kinh như nói là tu hành nên là để nhắm đến cứu cánh an lạc giải thoát, niết bàn là an lạc. Nhưng mà xin thưa cái an lạc ở đây nè, nếu mình hiểu theo cái nghĩa mà tự điển là chết nha, bởi vì niết bàn á, cái gọi là an lạc đây nó không phải là cái cảm giác, mà đây chỉ là cách nói thôi nè. Thí dụ như đó, tôi chờ cho tụi nhỏ mà nó yên bề gia thất rồi thì tôi mới khỏe được. Thì cái chữ khỏe này nè, mình không thể hiểu từ từ điển được nha, mình không thể hiểu từ nghĩa từ điển được. Khỏe này có nghĩa là không có bệnh, không có đau, là sung sức, là vui vẻ, là ngon lành, nên là bẩm được, không phải. Thì chữ khỏe thì các vị từ người Việt Nam, các vị đâu có cần bắt tôi phải giải thích phải không? Các em đâu có bắt được thích. Thì nói là tụi nhỏ bây giờ mà tụi nó có gia đình, nó có công ăn việc làm ổn định rồi, tôi mới khỏe được, tôi mới yên được. Thì chữ khỏe đây nó có nghĩa là vậy đó, chỉ yên này nó nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là hễ mà tụi nó chưa được như vậy thì tôi cũng không có được yên, tôi còn phải lo lắng bôn ba. Thì ở đây đó, cái câu này nói là chỉ có người đau khổ mới cầu mong hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này nè là hạnh phúc cảm giác. Mình tu hành là mình chấm dứt cái hướng đến sự chấm dứt của danh sắc, hướng đến cái sự chấm dứt của mọi hiện hữu, chứ không phải là tu để được sung sướng nha. Cái làm ơn nhớ dùm cái này là cái lòng rất là lớn nha. Cầu có lòng ước vọng cái sự viên tịch, sự niết bàn, nó không phải là ước vọng có sự hạnh phúc theo cái nghĩa của thế gian, mà có nghĩa là mình mong mỗi cái sự chấm dứt mọi hiện hữu. Cho nên đừng hiểu lầm nữa rồi, ủa sao tôi kinh nói gì kỳ vậy, tôi cũng muốn chứng đắc thánh nhân để tôi được an lạc chứ không phải. Thật ra cái đó không phải, cái cứu cánh không phải là sự an lạc của bậc thánh, mà cứu cánh là sự chấm dứt tái sanh, chấm dứt mọi hiện hữu. Và đừng nhớ gì cái này, nhớ gì cái đó. Mặc dù mình đọc kinh mình thấy Đức Thế Tôn này cũng ngày ngày có một cái đời sống rất là an lạc, rất là thanh thản, rất là thông dong đúng, nhưng mà cái đó không phải là cái cứu cánh cao nhất. Cứu cánh cao nhất mới là cái cảm giác an lạc của hữu dư niết bàn phải. Mà cái cứu cánh rốt ráo của cái sự tu hành nó chính là sự chấm dứt hết mọi thứ. Là mình nhớ dùm cái này nha, cái này quan trọng. Cho nên cái câu phải hiểu như vậy mình thấy câu này mới thấm, mới hiểu cái câu này đúng. Là lúc khi xuất khăn bắt ra dịch thì chỉ có người khổ mới ham sướng.
Mấy câu này chỉ nó dịch gọn kịch vậy đó. Chỉ có người đang bị đau khổ thì mới ham sướng. Đang bị nực á, nó nghĩ đến cái mát. Đang bị đói, nó nghĩ đến cái chuyện ngon miệng. Đang bị khát, nó nghĩ đến chuyện uống nước. Có nghĩa là nếu nói rốt ráo thì trên đời này không có hạnh phúc, mà nó chỉ có giải pháp, liệu pháp mà thôi. Chỉ có giải pháp, chỉ có liệu pháp, tức là nó chỉ có cái therapy và cái resolution, chứ nó không có hạnh phúc. Nói ra các bạn nghe kịp cái đó không? Nó chỉ có cái therapy, tức là nó chỉ có liệu pháp, hoặc là nó chỉ có cái giải pháp. Giải pháp và liệu pháp thôi. Liệu pháp là therapy, còn cái giải pháp ở đây có nghĩa là cái solution. Có nghĩa là mình bị đói bụng thì mình kiếm gì đó mình ăn vô, ngon quá, ngon quá. Giống như người Huế mình đói bụng mình được ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, ví dụ như vậy. Còn dân Nam Bộ đó thì họ được ăn cái món, được ăn mắm kho, mắm kiếp thì của họ đó, thì đó là số 1. Thì như vậy thì đời sống thì nó vốn không có hạnh phúc. It has no happiness, but there is no solution. Trên đời này vốn không có hạnh phúc, mà nó chỉ có giải pháp thôi. Mình bị đau bụng, quá sức đau bụng, mình vô được cái toilet, toilet đóng cửa lại rồi, đó là giải pháp. Mình kháng nước quá thì ly nước đó là giải pháp. Mình đói bụng quá thì cái chén cơm đó là giải pháp. Mình thương nhớ dai giết một người nào đó, uống được, gặp được họ thì cái gì gặp gỡ đó là một giải pháp. Mình đâu biết được đó là hạnh phúc, gặp được nhau là hạnh phúc. Đó chỉ là giải pháp thôi. Giải pháp tức là có nghĩa là nên nó cái hạnh phúc nó chỉ là cái sự đáp ứng cái đòi hỏi trong lúc mà mình cho là đau khổ, chỉ vậy thôi. Cái chỗ đặc biệt cho đó trong kinh phải hiểu như vậy đó. Tức là chỉ có người đang bị đau khổ thì mới mong ham sướng, chỉ có bị khổ mới ham sướng là vậy đó. Nó chỉ có giải pháp, nó chỉ có liều pháp, chứ nó không có hạnh phúc. Còn mình do mình không có học đạo, mình không biết chỗ này, cho nên mình cứ tưởng mình được cái này, được kia là hạnh phúc, rồi mất cái này, mất kia là đau khổ. Thật ra đời sống nó chỉ là những giải pháp, chỉ là những vấn đề. Khổ là một vấn đề, và hạnh phúc là giải pháp cho vấn đề đó. Có điều là cái giải pháp này xài mà không có lâu. Bởi vì cái giải pháp này đây, Đức Phật này gọi bằng một cái chữ nghe rất là buồn, người đó gọi là, người gọi là hành. Ba hành á, tức là do hãy khi mình bị đau khổ, bị sanh già đau chết rồi thì sao, bị khổ quá cái phản ứng, cái phản ứng của cái người mà vô minh trong tứ đế đó, khi mình mù tịch về tứ đế đó, khi anh đau khổ quá thì cái phản ứng của mình là gì, là tìm đến ba hành đó. Tức là phi phúc hành là một giải pháp, phúc hành là một giải pháp, và bất động hành là một giải pháp. Khổ quá mà, khổ quá thì cứ xoay sở, cứ xoay sở, cứ xoay sở, thì cái sự xoay sở đó đó được gọi là hành, mà ở đây gọi là cái giải pháp. Mình cứ vậy mình dùng. Còn nếu mà mình ví cái cuộc luân hồi đó là một cái chứng minh ấy, cái đời sống này nó những vấn đề của đời sống làm chứng minh, thì những nỗ lực của mình, những liệu pháp thôi. Rồi xong là kinh đó, rồi cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Úc rồi đó, cũng giảng xong rồi. Bây giờ tới bài kinh cấp học đọc, bài kinh này đã giảng rồi, bà con có nhớ hay không? Bà con tìm giùm tôi là cũng trong cái tương ứng phần học rồi đó. Có cái kinh cấp học đọc rồi, có bị còn nhớ hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? Rồi xong rồi. Cái mà dễ thương nhất của các vị là vậy đó, mới học một ít là quên sạch. Cho nên là giảng pháp cho những người này nó sướng, cho mình khỏi câu sách. Cái mình bỏ túi khoảng chừng vài chục bài, cái mình làm tới làm lui, làm tới làm lui. Nó sướng vậy đó. Mình nói học cái gì nó quên mất tiêu rồi. Hay rồi đó. Bởi pháp sư mà gặp quý vị là mê chết đi, mê chết. Không có cần đọc sách xem cái gì hết, cứ bỏ túi khoảng chừng vài chục bài, cứ xào tới xào lui, xào chảo thì mòn. Chứ còn quý vị thì đối với những mới cắt chỉ, mới tâm, khỏe. Một chữ thôi, khỏe. Có nghĩa là cái bài kinh cấp của đọc mình đã giảng rồi, đã giảng rồi. Có nghĩa là ông ở trong cái bài kinh mà mình học thì không có nói rõ là ai nha, chỉ có nhắc cái câu kệ thôi. Còn ở đây thì nói rõ luôn. Lúc bây giờ thì thiên tử cấp của đọc đã đến bên cạnh Thế Tôn và đọc
trình lên ngài cái bài kệ này, trình lên ngài bài kệ này, trình lên đó là đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan nghỉ, nghiệp minh và tâm pháp. Ở chỗ này có giảng rồi, nghiệp minh, nghiệp là gì, minh là gì, tâm pháp là cái gì. Bây giờ đó là cái việc đó là chú giải mới vui, chú giải là người ta đâu có nhắc nhở gì tới bài kinh này đâu. Anh chú giải không nhắc nhở gì bài kinh nữa hết, lạ vậy đó, mất tiêu luôn, không có kinh này, không có kinh này giảng rồi, bây giờ đi tìm nó lại thì nó ngán ngẩm quá, cho nên bà con làm ơn dò lại giùm nha, dò lại giùm. Không, mình chưa học tới ngoại đạo, cái phần mình đã học rồi, cái phẩm chư thiên ấy, cái bị dò lại nhìn tôi cái phẩm chư thiên đi, dò lại nhìn tôi cái phẩm chư thiên đi, khổ thiệt, khổ thiệt. Không, mà nói cho chứ, phải ôm lại chứ, ôm lại chứ, ôm lại một chút, để chờ một chút đi, đúng không nè. Chút có như mình điều của ta này, cực kỳ kinh về đó là nói là chưa thì thôi tôi cũng xin cúi chào. Mấy cái này học rồi, bây giờ tôi đang đi tìm những chú giải đây, tôi đang tìm chú giải đây. Đây cái bài kinh đó là bài kinh kỳ viên, à bài kinh kỳ viên nha, bài kinh kỳ viên, bài kinh kỳ viên, tức là các bạn nhớ bài kinh trồng rừng không? Các bạn nhớ bài kinh trồng rừng không? Bài kinh trồng rừng là nó tới bài kinh kỳ viên. Đó, tức là bài kinh trồng rừng trước rồi đến bài kinh kỳ viên. Đó, nó có chứ. Mà bên đây á, thì người ta chỉ cần nhớ là được rồi. Bài kinh nó gọi là Vanarupa. Rồi các bạn tìm tôi đi. Vanarupa Sutta là kinh trồng rừng nhé. Rồi tiếp sau đó là bài kinh Cetavana. Chị ta vẫn hả? Xúc ta. Đấy. Có đi sao không? Nhà mới tính kỳ viên. Tính kỳ viên. Thì trong đây người ta mới giải thích thế này, nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp ở đây đó là thánh đạo. Nghiệp, các vị có thấy chữ nghiệp minh và tâm pháp không? Nghiệp, nghiệp minh và tâm pháp. Thì nghiệp ở đây tiếng Bali kêu là căm ấy hả, ám chỉ cho mắt gác chi tân nè, là tâm sở tư trong thánh đạo. Nhưng mà đó là nói cho người học A Di Đà, còn nếu mà mình đối với một cái người mà không biết thì mình cứ nói là tâm thánh đạo là được rồi. Vì tâm là tâm thì cái tư nó quan trọng nhất, mà nếu mà người mới học gì hết thì nó đây là tâm thánh đạo. Nghiệp minh, minh ở đây là gì? Minh ở đây là quyết cha hả? Minh
chỉ cho mắt cá ba nha, là cái trí trong thánh đạo. Cái kia là tâm sở tư, cái này tâm sở trí trong thánh đạo. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Thì cái pháp ở đây nè, tâm pháp ở đây là ám chỉ cho Magga Pakhika, Samadhi Pakhika, Samadhi Pakhika. Tham á, tức là tất cả những gì mà liên quan đến định học. Đã, nghiệp minh và tâm pháp là gì đó. Rồi tiếp theo là giới và tối thắng mạng. Thì cái giới ở đây là gì? Giới ở đây có nghĩa là ám chỉ cho Vajja Kammanta Chiva. Vajja tức là ba cái giới phần trong tám thánh đạo. Có nghĩa là chánh ngữ, nghiệp mạng. Đó, chánh ngữ, nghiệp mạng, nghiệp minh và tâm pháp. Đó là những chữ mà cần phải chú thích. Rồi chính những diệu pháp này nè, chính những diệu pháp đó khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, cũng không phải vì tài sản. Thì theo trong kinh mình nói đó, và mình cũng có thể thấy đó, là cái sự thanh tịnh hay là cái giá trị ở một người, nó không phải là cái xuất thân của người đó. Như sen thì có thể đi ra từ bùn, rồi ngọc quý có thể đi ra từ chỗ đất đá tầm thường, nhưng bản thân nó là cái gì, cái đó mới quan trọng. Thì Đức Phật này dạy rằng lửa nó dầu được đốt từ cái loại, một cái loại gỗ của danh mộc hay là một loại gỗ mà gỗ tạp, thì miễn là cái ngọn nó cháy thì ngọn lửa nó ở đâu cũng giống nhau thôi. Gỗ từ cây nào thì nó cũng giống nhau, hiểu một cách tương đối là như vậy. Hay lửa thì nó cũng giống nhau. Thì là cái này ý nghĩa vậy đó, tức là chính những diệu pháp đó khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc thiện trí thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát quan tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Nhưng ngài sẽ là phất tuệ giới và tịch tịnh, chỉ kheo đến bờ giác để là tối thượng. Rồi đây là cái mình, như vậy là các vị có thấy không, các vị có thấy cái bài kinh, các vị có nhìn lại cái bài kinh mà tôi vừa nói ở bên cái phần mà cái phẩm cái chương về chư thiên không? Dạ rồi, vậy đúng rồi. Hồi nãy có một cái người nào nói rằng chưa mới đau đó chứ. Cái gì mà bất trí mê hả? Cái tên này không bỏ dấu, đọc không được. Chùa Già Lam mà mình hiểu là chưa già lắm. Thì cái người này là hình như chưa. Đây là một cái cách nói thiếu trách nhiệm. Không có ngồi, không có dò. Thế ngồi ngủ gục, ok. Bây giờ đó là mình trở lại cái vụ thiên tử của mình. Thiên tử của mình, mình trở lại cái vụ thiên tử đi. Rồi đã xong rồi đó, cái vụ có bộ đọc rồi xong rồi đó. Hết cả ông này nè, ông đọc nhận thương tại sao phát trong kinh, ông đối với ngài sao phát có một cái sự thương mến đặc biệt lắm, thương mến đặc biệt. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Siva. Ý chẳng mà đi kinh gì, bản tiếng Việt kêu kinh gì vậy? Rồi kinh Siva, đúng rồi. Tiếp theo là kinh Siva.
Sĩ quá là nó cũng gần giống như một kinh sĩ quả vậy đó. Ở đây kinh sĩ quá, sĩ quá này có nghĩa là gì? Có nghĩa là safety. Cái chữ sĩ quá đó, safety. Và chúng ta nhớ mình anh em biết ai đọc sách báo chắc nhớ mình Ấn Giáo có một thằng là thằng Shiva đó, nhớ không? Thằng Shiva thì cái chữ Shiva đó bên Sanskrit với bên Bali giống nhau, có nghĩa là cái sự an ổn, sự yên ổn, sự an toàn. Sự yên ổn, sự an toàn là Shiva. Và cái chữ Shiva này nè, nó là một trong 72 cái từ đồng nghĩa để gọi cho Niết Bàn. Nó là cũng cái hay, 72 chữ đó là chúng là 72 cái khí cạnh. Siêu ơi, mình có hiểu cái này mình thấy tại sao Niết Bàn được gọi là siêu á. Nó an toàn cái chỗ là ví dụ như mình bây giờ đó, nếu mà mình là bậc thánh đó, mình chắc chắn là không bị đọa rồi đó. Thì hãy chỉ còn bậc thánh mà còn sống trong đời này đó, nhất là sống ở cõi người đó, mình biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy còn mang thân vẫn còn có vấn đề, biết sẽ nay mang sẽ có bệnh gì, rồi ai sẽ làm gì với mình, rồi mình sẽ bị sẽ cái gì sẽ đến, đúng không? Còn nói với phàm thì khỏi nói rồi, nói với phàm là biết nay mang sẽ bị cái gì, rồi chết gì, rồi sẽ đi về đâu, thân người thì khó được, biết ô rùa mù người biển vậy đó, trôi dạt hết bờ này sao qua bờ kia, mà còn ngồi chỗ ghé đàng hoàng. Ngờ nghĩ cũng tan chứ. Bữa nay ngồi đây trước mặt có máy móc, rồi có này có kia, muốn gì được đấy, thậm chí muốn đi du lịch nước này được kia, chỉ cần úp cái vé là bay. Dọn vali rồi đi xuống dưới mua sắm áo quần, đùng một cái tắt thở nó đi về đâu. Thì con nào cũng là con gì trong bụng chứ. Tôi thấy con nào mình nó di chuyển trên mặt đất rồi thấy gớm. Ví dụ như cái loài bò sát rồi đó, chuột bò thấy ngán quá. Ví dụ như nếu mình đọa là những cá người biển, người hoang đảo hay hoang đảo hoặc là làm chim bay trong rừng, chứ còn mà thấy mà sống trong cái ống cống trong rác thì ấm ấm mà dòng luân hồi mà mình đâu có biết được mình sẽ đi về đâu. Cho nên cái chữ si quá nghĩa là an toàn là vậy đó, an toàn vậy. Thì trong mai đây bài kinh này rồi thiên tử chú giải cái bài kinh này thì ngắn lắm, thì bài kinh này ngoài gì hết thì chú mình như vậy cũng nghĩa là cái bài kinh này có phần chánh văn, bà con hoàn toàn có thể đọc hiểu nha, bà con đọc hiểu đơn giản đến mức mà chú giải không thèm giải thích luôn. Ở đây chỉ có mấy chữ mà cần nói thôi: hãy thân cận, hãy thân với người lành, hãy người gần với người thiện, nè, biết được cái diệu pháp người hiền chỉ tốt hơn không xấu. Các người tự đọc thấy. Thế là cái bài kệ này nè, chỉ kêu gọi, chỉ kêu đứng hết là ông thiên tử, ông thưa với Đức Phật cái điều mà ông tâm đắc đó, ông nói con thấy như vậy đó, em ở gần với người hiền, người thiện, người lành đó, thì coi như là mình chỉ được lợi chứ mình không có mất mát thiệt thòi gì hết. Ý nó như vậy. Nhưng mà cái câu cuối ông là gì? Khi mình gần người hiền, mình biết được cái đức tâm, cái pháp tâm của người hiền thì sao? Thì mình được sống sung sướng ở trong đời này. Đó, mình sống được sung sướng trong đời này. Thì Đức Phật ngày mới thấy cần phải sửa lại một chút. Ngày nói đúng rồi, ông nói đúng lắm, không có sai đâu. Gần gũi với người thiện, học hỏi cái đức tánh người thiện là hay lắm, nhưng mà không phải để được hưởng cái này hưởng cái kia đâu. Cái quan trọng nhất, cái ý nghĩa rốt ráo tối hậu của cái việc mà thân cận người lành ấy chính là giải thoát mọi đau khổ. Chứ còn nếu mình gặp được chư Phật như hiền thánh ở đời mà mình tới mình chỉ làm phước để mình cầu cái quả nhân thiên đó, theo cái kiểu ông này nói thì nó cũng chưa rốt ráo. Đức Phật dạy rằng là gần được hiền thánh đó, học hỏi hành trì thì không phải để được cái quả nhân thiên, quả hữu lậu, cái quả sanh tử, cái quả luân hồi. Mà gần hiền thánh đó, mình phải nhắm cái cứu cánh rốt ráo tối hậu là gì? Là sự chấm dứt sanh tử. Thì chấm dứt sanh tử như vậy thôi. Rồi tiếp theo là lấy gì cái đó đi giảng nữa, thì tới tết chưa hết giảng bài giảng như vậy. Chứ còn cái đó là tôi
Tôi còn muốn nói, tôi muốn mượn, tôi nói tôi có vụ mà giảng sanh đó, đó có nghĩa là khi mà mình không có biết, không có thấy sợ sanh tử đó, thì mình trong lòng mình nó có mong sanh chỗ này chỗ kia đó, rồi tới là biết đạo rồi tự nhiên có vụ mà có cõi Phật á, có giảng sanh nó khoái. Chứ thật ra cái người mà hiểu đạo đó, biết cái sự hiện hữu của mình, cái thực chất đó là cái gì, cái gọi là đau khổ thực chất đó là cái gì, cái hạnh, cái thực chất của cái gọi là hạnh phúc là cái gì, thì mình không còn mong mỏi có mặt nữa. Ví dụ như là có cái ao bát công đức, rồi tiếng gió thổi như nhạc, rồi tiếng chim nó kêu như ra toàn là những cái bài giảng pháp, rồi có vàng ngọc, rồi có tràng hoa ngũ cái hào quang, có hương thơm, có gió mát, vân 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 vân. Thì khi mà mình còn thích những cái đó đó thì có nghĩa là mình chưa có lòng sợ sanh tử chưa. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy ấy, nói rằng năm cái cõi tịnh cư á, nó không có phải như là mình tưởng tượng mình năm cái giống như năm cái cõi Phật, ví dụ như không phải, mà năm cõi tịnh cư ấy, thì dĩ nhiên đó là năm cái cõi của bậc tu đầu tư đề của A-la-hán, cõi của những bậc thánh đúng. Nhưng mà phải nói thiệt là năm cõi này trừ này ấy, là không có ngon lành hết, mà chỉ là dành cho những vị đi chậm thôi, chỉ dành những vị thay vì người ta làm cái rạc lên cái thứ quả là nó đi luôn. Còn đằng này những vị này họ cũng còn thiếu sót chút ít cho nên mặt họ phải đi về đó, hoặc là bản thân họ có còn có cái lòng ước vọng muốn đi thêm. Ví dụ như nếu mà đại khái đó là họ còn có chút trục trặc gì đó họ mới đi về mấy cõi này. Còn nếu không mình hiểu lầm là giảng sanh là tại vì mình muốn hả? Chứ đúng là cái cõi ngũ tịnh cư năm cái cõi thấp này không phải là do người ta muốn, mà tại vì người ta hết đường rồi, người ta phải đi về đó thôi. Chứ còn nếu mà đi càng sớm càng tốt, chứ mắc cái gì mà phải dừng lại đó làm chi. Mà tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần rồi, bà con sẽ có người phiền tôi. Chứ nếu mình nói theo sát sao rốt ráo trong kinh ấy, thì những người mà được gọi là Phật tử mình đi về nè, nếu mà nói đúng mức theo trong kinh ấy, thì cái Phật tử mình bây giờ nó chỉ được khoảng 1% thôi. Trong nhận xét của tôi, trong nhận xét của tôi thì có khoảng 1% Phật tử trên toàn thế giới nha, toàn cầu, tức là từ Phật tử Nam Tông, Bắc Tông, rồi Mật Tông, nói chung là mình thờ Phật á, thì trong nhận xét của tôi thì chỉ có 1% thôi là thật sự nhàm chán sanh tử, thật sự là ngán ngẩm cái sự hiện hữu của trên đời này. Chứ còn lại đó là cũng mong là được sanh về cõi này cõi kia, hoặc là thấy bà ngoại đi chùa thì mời má đi chùa, hả má đi chùa thì con đi chùa, đại khái như vậy. Lâu ngày không quen, lâu ngày rồi cũng là thành Phật tử, có pháp danh, rồi cũng hùng hạ cúng dường in kinh các chùa đúc tượng đúc chuông, rồi cái lâu ngày nó tưởng ta đây là Phật tử không, mà thật ra đó, không dám đâu. Tại vì nó có những cái mà mình không thể nào mà mình ngờ được. Đó là mình nói mình lạy Phật chứ mình biết được Phật bao nhiêu. Dĩ nhiên thì người như mình làm sao biết Phật như là Phật biết Phật được. Cái đó không có ai đòi hỏi vậy đâu. Nhất ra mình cũng phải biết Phật là sao chứ. Chứ gì phải biết cái đại khái đó. Chứ Phật không phải là cái thầy, không phải là một vị thần, không phải là ông tiên. Phật không phải là một cái đấng cao siêu nào đó để mình quỳ lạy, mình xin phước, không phải. Mà Đức Phật là người nguyên thủy, người dân mỗi một người như mình thôi. Rồi sau khi thấy đời là khổ, người chán, người sợ, người mới tu ba la mật, mà tu các công đức á, thì nói nôm na như vậy đó, để trở thành một con người, rồi cái gì người cũng biết, ai người cũng thương, đức lành nào người cũng có, như vậy thôi. Thế là người buổi đầu người giúp y chang như mình vậy đó. Rồi cái vì cái lòng nén sợ sanh tử, rồi lại thương yêu chúng sinh, cho nên nó mới làm các công đức, các hạnh lành để trở thành một vị Phật, có hội đủ ba cái khả năng là cái gì cũng biết, ai người cũng thương và đức lành nào người cũng có. Thì theo cái duyên nghiệp, người sống được bao lâu thì người hoằng pháp bấy lâu. Có nghĩa là người gặp ai mà có cái duyên có thể giác ngộ thì người nói cho họ đắc quả thánh. Ngài không có tu dùm họ, mà ngài chỉ có cái trách nhiệm đó là khơi gợi ở họ thôi. Nhưng mà với điều kiện phải có cái gì để ngài khơi gợi chứ. Chứ còn mình là con số không to tướng, ngày gửi cái gì ai cũng thương hết, như mình
chỉ giúp được cái người nào hữu duyên thôi. Thì ngày sống ở thương như quý ngài, chứ còn hiểu Phật thì hiểu. Thật ra em nữa là mình cũng không có thấy sợ sinh tình, chứ còn mình không có phải sợ cái sự toàn nó bất an trở nào. Trở nào chưa đâu. Tôi thưa thiệt với các vị, bản thân tôi cũng có nhiều cái yêu đề lắm chứ. Sĩ mà tôi sợ sinh tử thì chỉ vì một chuyện thôi. Không phải là tôi sợ sự hiện hữu, mà tôi sợ là có mặt ở những nơi chốn mà tôi không khoái. Đó, chứ còn tôi thật sự chưa đủ cái trí tuệ để mà tôi nhàm chán như là Đức Phật đã dạy. Mình phải nói thiệt với nhau thôi, chưa đâu. Mà sĩ tôi sợ sinh tử thì chỉ sợ có một chuyện thôi. Tức là tôi sợ là mình bị trôi vào những cái bến bờ mà coi như là hắc ám. Trời ơi, những cái bến bờ mà mình không có muốn. Này, sợ có nhiều đó thôi. Chỉ vì vậy đó mà sợ sinh tử. Chứ đúng ra mình chưa tới cái mức sợ cái sự hiện hữu, thấy cái sự tẻ nhạt, sự buồn chán của cái sự luân hồi. Có nghĩa là bây giờ mình cứ sanh ra, mình làm một cái vị minh quân, rồi trị quốc làm vua đó nha, đức hạnh ngon lành, một cái xứ sở hùng cường, dân giàu nước mạnh, rồi thì sao? 5 năm, 10 năm, 50 năm, 80 năm rồi mình cũng chết. Rồi ông vua sao lên cũng vậy, cũng tiếp tục, cũng là minh quân nữa, ví dụ như vậy. Mà trong khi mình biết mà, trong lịch sử nhân loại, minh quân bao giờ cũng chỉ là 1% so với hôn quân. Nên nhớ như thế. Cái chính phủ mà cả chớn đó, lúc nào cũng nhiều hơn cái chính phủ đàng hoàng 100 lần cái lực của vũ trụ, cái quy lực của trời đất là như vậy. Hãy mình nghe nói chỉ chính phủ đó là mình yên tâm, đó là 99% đó là cả chớn. Mà nó có một cái điều lạ thế này, một cái con người thông minh bằng trời, tốt bụng bằng trời, vị tha bằng trời, lý tưởng hoài bão bằng trời, mà chỉ cần mà đưa vô tay họ một cái quyền lực rồi đó, thì coi như đó là 99% là nó ác, nó ngu, nó tham, nó lạ như vậy đó. Cho nên nói liên hồi khoan, nói đến cái chuyện nằm sanh địa ngục, sanh làm thú, chỉ nghĩ đến cái chuyện mà sanh vô gặp mấy cái nhà cầm quyền mà trời ơi nó đã lẫm sống rồi. Cái hồi họ chưa ra gì đó thì họ nuôi lý tưởng nào, dân tộc nào, đất nước nào, là thế giới nào, là khu vực nào, là chúng sinh nào, là thiên hạ tùm lum hết. Tới lúc mà họ ngồi lên được cái quyền lực rồi đó, thì cái chuyện họ nghĩ tới là gì? Thì xin lỗi nói nó hơi nặng nha, chỉ có gái với tiền thôi. Biết bao nhiêu cái đất nước mà bao nhiêu cái cơ hội của dân tộc bị họ đẩy sang một bên chỉ vì ở đó họ không kiếm ăn được. Bao nhiêu cầu đường, bao nhiêu công trình nhắm vào cũng xong thì thôi giao nó cho nước ngoài đi, xong cứ chia chác với nhau. Cầu thì trời sập, mà đường thì cứ trời hư. Tôi không nói ai hết, tôi chỉ nói chung chung như vậy. Nội mình nghĩ đến bao nhiêu cái đã lẫm nhưng sống không muốn luân hồi nữa. Bạn xấu lúc nào cũng nhiều hơn bạn tốt, cái người cai trị xấu lúc nào cũng nhiều hơn người cai trị tốt, cái đất lành với đồng sống lúc nào cũng ít hơn cái đất dữ, và cái chuyện vui lúc nào cũng ít hơn chuyện buồn, chỉ vậy thôi. Đó là cái đáng sợ dùng phân tử. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngài dạy rằng làm lành ấy, gần với người lành ấy, không phải để nhắm đến chuyện hưởng lạc. Bây giờ hãy hiểu, còn có chỗ hưởng thì còn có chỗ sanh tử, hãy còn có chỗ sanh tử thì còn gặp toàn ở chuyện trời ơi không. Nhìn tốt hơn hết, hãy gần với người lành, hãy học hỏi người lành, chỉ để nhắm đến cứu cánh giải thoát mọi sanh tử. Rồi tiếp theo là bài kinh khe mắt, kinh khe mắt, kinh khe mắt, kinh khe mắt. Ở trong kinh Siêu Thoát, kinh Siêu Thoát thì giải hình chưa? Về kinh Siêu Thoát xong chưa? Bây giờ bên cái về kinh Khe Mắt, Khe Mắt Shiva, I don't know what to do, can you hear me?
Bài kinh này gần như là cũng không có cái gì nhỉ. Sao có vị trẻ tôi cầu này sao? Rồi sư lợi bài kinh tôi giảng rồi phải không? Ý cái các vị là bài kinh kia má này giảng rồi. Mọi người thì đã nói rồi, kinh sư đã nói xong rồi. Bây giờ qua từ kinh kia. Bài kinh khe má thì bà con hình như gần như là không có gì để thắc mắc hết. Bali cái chữ áp tá mà mình hiểu như thế nghĩa là ngã, mà ngã chấp cái tôi mà của triết học á thì ít lắm, mà thường những chỗ này nó có nghĩa là chính mình. Chính mình thì dường như trong 10 cái điều tâm niệm của vị xuất gia đó, trong đó có cái điều là chúng ta, chị Ngài Minh Châu ngày dịch đó là tự ngã có chê trách ta vì giới luật không đầy đủ chắc. Tôi thấy nó ngầm lạ, nhưng tại sao mà Ngài thích cái chữ đó lạ luôn. Tôi nghĩ ở đây rõ ràng, ở đây nè, kẻ ngu không trí tuệ lấy ngã làm kẻ thù, có động trời không? Mà trong phiên bản Bali người ta nói sáng trưng là anh Mittini và Atana là tự mình làm kẻ thù cho mình. Khổ thiệt. Mittini và Mittini và Atana tự làm kẻ thù của mình. Bởi vì các vị nhớ trong kinh còn bắt cú có một câu là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Có nghĩa là mà xưa giờ cứ nghĩ là người ta ghét mình, người ta thù mình, người ta mới hại mình, nhưng mà thật ra đó, trên đời này cái kẻ mà hại mình nhiều nhất đó, chính là mình. Chỉ như bây giờ Đức Phật này có 800 ông Đề Bà Đạt Đa đây nữa, cũng làm gì được Ngài. Nhưng mà vì Ngài phải có một số nghiệp quá khứ mà cần phải trả, phải trả đến lúc nó trổ quả rồi thì Ngài phải chịu thôi. Một mình ông Đề Bà Đạt Đa này là thấy mình thấy cũng rất là tội nghiệp Ngài. Ngài phải gánh nhiều cái chuyện mà nó trời ơi tội nghiệp. Chỉ còn nếu mà thật sự mà Ngài không có bị những cái nghiệp đó thì có 800 ông Đề Bà Đạt Đa cũng sao hết á. Chị mình cũng vậy, không có ai làm tới làm gì được mình hết. Một cộng lông chân của mình người ta cũng không động tới được nếu mà mình không có bị cái quả nghiệp xấu quá khứ nha. Cho nên ở đây đó là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, là người thù hại nhau đó, mấy người mà ghét nhau mà hại nhau, nó thẳng ra không có được gì đâu. Nếu mà đương sự mà cái đối tượng đó không có bị cái nghiệp xấu. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì ở đây là Amitini và Atana, cái là tự làm kẻ thù của mình. Cứ nhớ như vậy, mình giận người ta quá, mình tính ra tay, mình phản ứng với người ta, lúc chỉ nhớ một chuyện thôi. Là trong kinh Đức Phật dạy là kẻ phẫn nộ là người đang tự đào hố chôn mình. Tự nhiên là mình càng có lòng bực dọc chừng nào á, thì có nghĩa là tự mình đang đào hố chôn mình. Đời sống dĩ nhiên mình còn phàm, mình cũng có những lúc mình nổi cơn điên chứ, có chứ không. Nhưng mà lập tức phải nhớ rằng là cũng trong kinh Đức Phật dạy là khi mà mình bị khiêu khích, bị gây hấn, mình càng nổi giận chuyện nào thì mình càng làm cho kẻ thù nó thích chí chuyện đó. Để cho họ thấy rằng họ ra tay thành công, đó cũng là một cách. Cái thứ hai nữa là kẻ thù họ muốn mình bị khổ, họ mới làm cho mình bị khổ. Họ muốn mình bị khổ, họ mới làm này làm kia. Nhưng mà thật ra nếu mà mình mà vì cái sự ra tay của họ mà mình nổi cơn lên á, thì coi như mình đã tiếp tay cho họ thành công. Tiếp tay cho thành công. Và bên Tây nó có một câu hay lắm,
giá trị của một người được đánh giá tương đương với cái gì mà có thể làm cho họ nổi giận. Rồi còn một câu cũng tương đương như vậy: giá trị của một người được đánh giá tương đương với cái gì làm cho họ thấy thích. Cho nên điều hơn 12 câu là giá trị của một người nó tương đương với những gì mà làm cho họ thấy vui hay là buồn. Gom chung được nghĩa ra thì các vị có nghe kịp không? Giá trị của cứ khi mình dặn mình nhớ câu đó, khi mình dặn mình thích cái gì đó mình nhớ là giá trị của một người luôn tương đương với cái gì họ thích và ghét. Tôi biết nhiều người nghe câu này họ khó chịu lắm, thì khó chấp nhận, nhưng mà đây là một sự thật. Chẳng hạn như mình thấy Đức Phật đi, Ngài là một người vô giá là bởi vì Ngài không có cái gì mà có thể làm cho cái tâm Ngài bị ảnh hưởng hết. Thời đó Đức Phật thì cao quá, thường nói là một vị A-la-hán đi, vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật đi. Thì các đối với các vị đừng gọi là người vô giá là bởi vì không có cái gì mà có thể làm cho Ngài cảm thấy thích hoặc là thấy ghét, cái bực mình nó không có. Không có. Còn mình á, mình có là thủ tướng, là tổng thống, là giáo hoàng đi nữa, thì á, mình hoàn toàn có thể bị cám dỗ, bị thử thách, cám dỗ hoặc bị thử thách bởi một cái chuyện gì đó mà không ra gì hết. Đã. Cho nên câu nghe rất là nặng, nhưng mà tôi thật sự là nó là như vậy. Giá trị của một người luôn tương đương với cái gì làm cho họ thích và ghét. Giá trị của một người luôn tương đương với cái gì làm cho họ vui và buồn. Cứ nhớ bao nhiêu đó, đừng cái giận nó lắng xuống. Có nhiều người mình tưởng họ gây gớm, nhưng mà để làm cho họ nổi giận rất là dễ. Tiếng Việt Nam mình có cái chữ chạm nọc đó. Để các người có nghe chữ chạm nọc không? Tức là cái chữ này đầu tiên là dùng con rắn. Con rắn là mình khi mình lấy tay mình dứt nó cái nào phùng men lên đó. Phùng men và nó sẵn sàng để mà nó cắn. Mà khi nó cắn thì biết mà, các vị học sinh và các vị thấy đó, nó cắn nghĩa là nó bơm. Nó bơm cái nọc, nó bơm nọc từ cái hàm trên nó ra cái răng, ra hai cái răng nanh đó, để nó ghi như trong cái con mồi. Nên kia là chạm nọc. Thì mình cũng vậy, bình thường mình hiền như vậy đó, nhưng mà khi mà ai mà chạm đến mình là có bao nhiêu nọc thì mình phun ra. Ok. Cho nên là ở đây nó là kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù. Cái câu này là cái dịch là làm kẻ thù cho mình, làm kẻ thù của mình. Cái câu này làm kẻ thù của mình gọi là tự biến thành kẻ thù, tự biến thành kẻ thù. Cái câu này nó dịch vậy đó: kẻ ngu không trí tuệ tự biến thành kẻ thù, lại làm các ác nghiệp đến quả đắng cay. Nghiệp nào không khéo làm xong bị nung nấu với mặt đầy nước mắt. Đúng rồi, cái này thì cái cách nói là vậy thôi, nhưng mình nghe mình hiểu hết. Có nghĩa là trong kinh nói ác nghiệp là gì? Ác nghiệp tức là cái gì mà mình làm xong dân cách tổ á, dân cách tổ á à nụ tập tập tử. Có nghĩa là cái ác nghiệp là gì? Ác nghiệp là cái điều mà mình làm xong nó chỉ để là cái di hậu là đau khổ, cho nên gọi là ác nghiệp. Cái di hậu này nó có hai: một là mình làm xong rồi thì mình bị ăn năn hối tiếc sợ hãi, đó cũng là cái di hậu của nó, cái dư vị của nó, dư hưởng dư âm của nó. Hai là mình bị pháp luật. Ba là mình bị người ta, bị kẻ thù. Chứ như mình đi gạt người khác đi, hoặc là đi đánh người khác, mình chửi người khác, mình vu cáo người khác. Ví dụ như vậy. Thì một là pháp lực họ ra tay, hai là mình tối về ngủ một lần mình yên. Còn ba chính là cái nạn nhân của mình họ có để mình yên hay không. Rồi cái thứ tư là cái quả xấu của đời sau. Đó, có bị nghe kịp không? Nghiệp bất thiện là vậy đó. Một là tối mình về mình nhớ là lòng bất an, hai là pháp lực ra tay, ba là nạn nhân của mình, tức là cái đối tượng của mình ra tay, nó có đôi để mình yên. Và cái thứ tư là quả sống của đời sau. Đó là lý do tại sao ác nghiệp định nghĩa là dân các tòa án ông ta phật tiện. Có nghĩa là cái điều gì nó làm xong nó để lại cho mình những nỗi khổ niềm đau, thì đó được gọi là
là việc xấu, việc bất thiện. Vì ấy và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu. Đây đúng rồi, đúng đúng, hôm nay có để nè, nó tăng trăm măng và tăng xà thú dân cả tòa án đô tập phật tiết được cái bắt đầu tăng chắc trăm măng và tăng xà thú, tức là vì nó không thứ nhất cái câu nhất là vì nó không làm cái gì mà sau đó đó để là cho mình phải hối hận. Mà giá xã xuống cô đô đang với ba cái mất xuống thì có hẳn là sao, có hẳn là ngay đời này thì phải đổ nước mắt, mà đời sau rồi phải bị đau khổ, thì đó gọi là những bất thiện. Còn cái điều mà nếu cái điều mà vị thiên tử này đề nghị nhắc tới trong bài kể này, tức là hãy làm cái chuyện làm lành, lành là sao, lành là những cái nghiệp mà sau khi mình làm xong á mình không có gì phải sợ hãi tiếc nuối ăn năn, mà cái quả báo đời sau thì phải cho tuyệt vời. Thì cái trong đây có ông có dùng cái hình ảnh mà nó mình không có quen ha, nhưng mà cũng phải biết đó là ba cái cách chia vắt tăng cái chia ra, có cái cách chi vá có nghĩa là sự tiên liệu, sự tiên liệu. Cái chữ này nó đông đi cũng cho mình biết nó còn một, cũng có một cái dị bản, tức là tí cách chát hay là tí gách chát, nghĩa là cái sống mà có cái khả năng tiên liệu, tiên liệu và nát xa cái chinh ta giác, tức là không có sống bằng cái tâm trạng của sống trong tâm trạng cầu mai. Xa cách thi cá là người đánh xe, nhưng mà xa cách với cách chúng ta có nghĩa là tâm trạng cầu mai. Cầu mai có nghĩa là đi trên đường, ở đường có ổ gà thì cũng phải chịu. Đi trên đường, được gặp đường tốt thì mình mừng, gặp đường xấu thì mình phải chịu. Ở đây đó, cái tâm trạng nó gọi là tâm trạng bất an, gọi là tâm trạng phân vân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải tin vào cái đường sống của mình chứ. Ở đây các vị có hai chuyện phải ghi nhớ. Thứ nhất, luôn luôn tâm niệm ra, luôn luôn ghi nhớ rằng đời sống là bất toại, đời sống không như ý mình muốn. Biết trước như vậy để khi gặp chuyện lòng có thể bình thản, an lạc. Các vị nghe kể không? Cái câu thứ nhất á, các hai vấn đề phải ghi nhận. Thứ nhất là phải luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ rằng đời cuộc đời này đó, nó luôn trong gai không như ý mình muốn đâu. Đó là cái tâm niệm thứ nhất. Nhưng cái niệm thứ hai cũng phải nhớ, đó là dù cuộc đời nó có ra sao đi nữa thì mình cũng phải có một cái kiểu đi an toàn, chứ không thể đi cái kiểu cầu mai như là người đánh xe được. Cái mình nghe kiểu không? Cái kiểu nếu mà nói hình ảnh một chút, hãy luôn luôn ghi nhớ đừng quên cái sự bất trắc của đời sống, nhưng mà bản thân mình á thì mình không nên sống theo kiểu bất trắc, sống theo cái kiểu mà không có kiên định. Ok, tôi viết cái câu này ra, luôn nhớ đời là khổ thiệt bất trắc, nhưng riêng mình thì phải luôn kiên định. Biết không, biết các vị có nghe được câu này không? Đó, hai cái vấn đề mà mình phải nhớ. Thứ nhất, luôn nhớ đời là bất trắc, tức nghĩa là đời nó luôn luôn gặp gần, nhưng mà riêng mình á thì phải luôn kiên định. Tức là đời nó bất trắc là mình không thể nào mình cũng trở thành một con người bất trắc. Không biết các vị có hiểu, xin lỗi đừng có buồn nha, các vị có hiểu gì bất trắc mà không? Bất trắc tức là mình không có tiên liệu, mình không có chỉ có lường trước được, không có liệu trước, không có lường trước được, gọi là bất trắc. Luôn nhớ đời là bất trắc, nhưng mà riêng mình nó thì phải luôn kiên định. Yeah, cái đó mình phải nhớ cái đó, đó. Cái bài kệ này ý đó như vậy, có nghĩa là đời đó thì phải nhớ mấy bản chất là không có tin cậy được. Nhưng mà không phải vì vậy rồi mình cũng trở thành một con người không có tin cậy được. Không được. Mình ra ngoài sông mình phải nhớ nha, sống to quá lớn nha, có thể bị chìm. Nhưng mà riêng mình nó vững tay chèo chứ,
chứ mình đâu thể nào mình nói ồ mà sao nó ghê lắm, mà sao nó ghê lắm, mình không có lừa được đâu, sóng gió cái mùa này cứ dễ sợ lắm, còn phải bị như mỗi ông kèo nữa không. Hay xui cái mà thử tưởng tượng của mình có thể chịu nổi một con người mà nói năng như vậy không, sau khi mà ông nói rằng sự mùa này nó trên trên sông cái này sống rồi nó ghê lắm, hỏi mẹ mà ông thấy sao, ông thì sao, ông có chèo được không? Hành xui không được, mình chèo xuôi mình ăn nói cái đó được. Tôi biết sóng gió là bất trắc, nhưng mà tôi vẫn ok, tâm tôi luôn luôn vững tay chèo, có về gì ấp xuồng xuống làm phao đưa ông vô cái bờ ok đó. Và luôn luôn phải tuyên những cái tình huống xấu nhất, phải như vậy mới được, nghĩa là cỡ nào tôi cũng hứa tôi ông sống à. Chứ còn mà nói như vậy thế ghê quá, mà thôi tôi cũng nói thiệt, ông sông sông suối bất trắc tôi cũng bất trắc, làm được ok. Mày kinh nghiệm gì đó thôi, có gì hết, chỉ khó như chỗ đó thôi. Chỉ khó như vậy thôi. Bây giờ đó là mình còn được nửa giờ ngồi nữa, thì hãy mà các vị thấy nhiều quá ngừng. Còn hả, nếu mà các vị thấy còn nữa thì mình còn chút thời gian mình làm luôn cái bài kinh à, xong rồi mình cũng phần còn lại thì đọc như người chủ linh xe rồi đã đạo thắng bằng đó thì mình làm ưu tiên là kỹ thuật cái lần tiếp theo là ắt khắc chân nát là cái xe nó bị gãy cái trục á. Hồi xưa cũng hên, nói ra nó cũng kỳ nha, chứ hồi xưa thì chỉ có xe ngựa xe bò thôi, cho nên nó là cái từ ngữ hồi xưa đó, nó cũng ít cái rắc rối như bây giờ. Chứ nếu mà tưởng tượng hồi xưa máy móc nhiều, bây giờ mình trong kinh dùng những hình ảnh này đến nọ, bây giờ chắc mình dịch cho chết luôn. Nhưng mà nhà hồi xưa thì nó không có văn minh, nhưng bây giờ trong trung kinh hình ảnh nó cũng đơn giản, nó dễ nó cũng vậy à, là tôi dịch kinh đó tôi chỉ sợ cái mấy món thôi, thì lâu lâu gặp những cái cây nó lạ à, còn cái con gì đó nó lạ, nó cũng chim gì à, trung kinh kêu là giống như là tu kika, thì có chỗ dịch là chim cái, có chỗ dịch là chim cung, có chỗ dịch là con két, con nhầm, con sáo, con cưỡng gì đó. Thì sợ cũng may mắn hồi xưa cũng một đồng với xe bò, nó có mấy món thôi. Okay. Bây giờ tiếp theo là mình học cái bài kinh, bài kinh chia hè, bài kinh seri hả, bài kinh seri. Rồi cái bài kinh này khỏi giảng luôn, bài kinh này đã có học rồi, bài kinh này đã có học rồi. Bây giờ chắc phải đi tìm rồi, là khỏi giảng mới đang khỏe rồi, toàn là kinh trùng không. Nó toàn là kinh trùng không. Các vị nhớ là bài kinh này đó là mình đã học rồi, các vị có nhớ không? Bài kinh này mình đã học rồi. Bài kinh đó là bài kinh đồ ăn, các vị nhớ không? Sao rung rung bữa nay sao các vị có vẻ buồn ngủ quá hả? Bài kinh đồ ăn. Kinh đồ ăn à, chương thiên là cái chương mình đang học á, rồi kinh thiên tử hả, chương thiên tử, còn cái kinh đồ ăn này là cái chương chương thiên. Bây giờ xin hỏi là ở trong room này các vị có thể tìm trở lại cái phần mình đã học được hay không? Có nghĩa là mình đang học chương thiên tử. Không có khó, không có khó. Các vị cứ quay lại cái mục lục của tương bộ kinh ấy. Rồi xong luôn. À thì ra tôi hiểu rồi. Có nghĩa là quý vị bây giờ là có nghĩa là đã quên sạch sẽ. Đã quên sạch sẽ, là mình mới học có hai chương mà các vị đã quên. Được, được, quay trở lại đi. Có nghĩa là bây giờ mình đang học chương thiên tử đúng không? Bây giờ ví dụ như tự trả lời cho mình đi, tự trả lời cho bản thân quý vị hai câu. Có phải ta đang học chương thiên tử hay không? Thì trước cái chương thiên tử là cái chương chư thiên. Thì trong cái chương chư thiên á, nó có cái bài kinh gần cuối đó, nó có cái bài kinh đồ ăn. Rồi tiếp theo là bài kinh một căn rễ, rồi bậc hoàn toàn, rồi thiên nữ, rồi trồng rừng. Đúng rồi, nó là nó như vậy đó. Bài kinh này trước, hồi nãy cái người nào mà tìm được cái bài kinh mà trồng rừng đó, thì bây giờ bài kinh trồng rừng đi ngược lên vài bài thôi. Trồng rừng đi ngược lên là 1, 2, 3, 3 bài thôi.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đi ngược lên, đi ngược lên. Đi ngược lên. Đi ngược lên. À, thiên nữ rồi. Tức là bài kinh đồ ăn xong rồi mới tới một căn rễ nha. Bài kinh đồ ăn là tới một căn rễ. Rồi tới kinh hoàn toàn, rồi mới tới kinh trồng rừng. Đó. Mà lạ, ông này ông tìm lung tung hết nhưng mà ông lại không tìm ra được cho họ cái bài kinh đồ ăn mới đã. Đó, đó là thấy chưa? À, cái này mình học rối, mình học rối thì đâu học rối. Dạ rồi xong rồi, cảm ơn. Rồi như vậy là bữa nay mình nghỉ sớm đi, bữa nay học nhiều quá, học nhiều quá nó cũng quên cũng vậy nha, ăn nhiều quá nó bội thịt nha. Ok, xin hẹn gặp lại bà con vào ngày thứ ba. Dạ bây giờ thứ bảy rồi. Dạ rồi, nhiều lắm, sáng nay mình học cả chục bài rồi. Xin anh lễ chư tăng, xin chào các vị. Ok, vậy Hoàng hẹn, sorry, hẹn quý vị thứ hai bên Việt Nam bảy, thứ hai thì trước thứ ba phải không nhỉ? Thứ hai bên Việt Nam là 7 giờ tối. Ủa 8 giờ tối chú Bình nha. 8 giờ tối bên Việt Nam. Tức là 6 giờ sáng giờ Cali. Cũng cùng ngày thứ hai luôn, 18 tháng 8. Ủa thứ ba hả? Nọ thứ hai chứ không? Đâu có đâu. Bắt đầu thứ hai. Dạ thứ hai bên Việt Nam nhưng mà bây giờ cũng cùng ngày của bên bên Mỹ luôn. Tức là nó sáng sớm rồi, tức là 6 giờ sáng bên cũng ngày thứ hai luôn nha. Tại vì bên kia nó chạy nhanh hơn, nhưng mà nó chạy chưa đủ cho nên chưa chạy qua ngày khác. Là học cái lớp gì đó của học tiếng Pali ạ, của Ni sư Liệu Pháp nha. À, người bên đường Phu Vana Hữu Phúc, bất tri mai giọt mưa cuối mùa, Dami gì ha, Dami data gì something, yeah. À, có mà có bài về portion block đó, à, bài của lớp có mà nha, nhưng mà chỉ post có 3 bài thôi. Dạo này sư giảng một lần bất tri mai, à, sư 8-9 giờ tối thứ hai ngày Việt Nam, ngày giờ Việt Nam thứ hai tuần này, thứ hai bên Việt Nam á. Vậy có post bài mà bất đi mai sư giảng một lần cả một đống bài luôn vậy. Hôm qua sư giảng 7 bài, đúng rồi đó em Hữu Phước kìa. Bữa nay sư giảng không biết nhiều bài, mỗi bài sư nói vậy, khi bài giảng rồi sư nhảy qua bài khác, cho nên dạ, yeah, cho nên đôi khi mình phải mở cái gì đó Theravada chở tay không có kịp vậy. Hôm qua cũng phải mở sẵn mấy cái software rồi mở cái web luôn nha. Tại vì sư giảng xong cái sư nhảy qua bài khác, sư giảng không thể nhảy qua bài khác nha. Giảng một lượt 7 bài rồi, bữa nay cũng vậy, cũng như 8 bài. Dạ, yeah. Mà thường thường mình post chỉ có 3 bài maximum thôi. Đúng rồi nha. Cũng đi vô trong cái vô Power Talk không? Hán tử ở đâu vậy? Hàng tử chứ anh nhộng sao? Đọc nghe hán tử. Dạy cái room nó gọi là Learning Paris. Learning Paris chứ không phải Paris lộn. Là cũng đi vô lên Power Talk nè. Cũng vô chỗ Việt Nam không? Để viết nè. Thoát không? Việt Nam rồi tới religion. Yeah, okay. Learning Pali, sorry. Rồi họ hình như là ni sư giảng theo cái quyển Pali Hàm Thụ của Thượng Tọa Giác Giới. Hình như thôi nha nhỉ. Đó là cái recommend book thôi, chứ riêng tôi không có
có sure, để chút nữa mới gọi điện thoại để coi ni sư gì cái quá trình ni sư giảng sau. Thì ở bên Việt Nam á, là 8 giờ tới 9 giờ tối, bên Mỹ á, là 6 giờ sáng giờ Cali, 8 giờ sáng giờ Houston, 9 giờ sáng giờ của East, 9 giờ sáng giờ Canada mà phía bên Toronto hoặc là New York. Ok, nhớ không Trân Đức? Tức là 9 giờ sáng bên Toronto, còn bên này, bên Cali, bên phía Dương Tiêu ở là 6 giờ sáng rồi. Cho nên những cái vị như là Bất Tri Mai hay là mấy người nào nè, Hữu Phúc nè, Arcanic, thì dạ có nha. Bây giờ đi vô cái website này nè, dạ có chứ hết nha. Bây giờ vô, cái chỗ này là cái chỗ. Ok, để viết, không biết ở ngoài ở dưới nó thấy không nha. HCLB, ok, đọc tiếng Việt nha. HCLB số 4, có thấy cái link không? Viettheravada.wordpress.com. Dạ, yeah, vào đó là có hết nha. Có cái link của sư giác giới luôn. Rồi có cái software mà để tra đạt nguyên cái tam tạng kinh điển luôn nha. Phải nói là nguyên một cái luôn, có tiếng Việt gì tùm lum hết nha. Mấy cái đó như sư dạy, như sư có cái phương pháp sư phạm rất là hay, phải nói công nhận. Không những mà giỏi về nha, giỏi về ngoại ngữ, ngoại và Pali, nhưng mà cái cách giải á, cách giảng của ni sư, tại vì hồi xưa ni sư học trường sư phạm á, cho nên giảng rất là hay nha. Vô luôn dạ, bây giờ vô thử á, vẽ cái nick Dương Tiêu vô. Nó no, có code chứ, có đưa rồi, add nick Dương Tiêu vậy. Add cái nick Dương Tiêu rồi, cái code bữa có đưa Bất Tri Mai chưa, giờ đưa nữa hả? Ok, đưa lại ha. Cái code ok, cái code đó vậy. Giờ quý vị nào muốn vô thử đi vậy, tại vì Dương Tiêu dặn kỹ đấy, tại vì bên 6 giờ sáng đôi khi Dương Tiêu hay thức dậy trễ hay là bận chuyện lắm nha. Bây giờ add cái nick Dương Tiêu, nick Dương Tiêu có nickname Dương Tiêu trong này nào không? Tại Dương Tiêu bật hai cái luôn mà. Bây giờ Bất Tri Mai với Giọt Mưa Cuối Mùa ấy thử coi nha. Hay là Damumika, Damumika thử được, thử rồi à. Hữu Phúc nè, Bất Tri Mai thử coi nha. Quý vị thử đi, tại vì qua bữa hôm nay là tới thứ hai chúng ta gặp nhau, cho nên make sure là chắc chắn là nó